Các bạn nhìn thấy khung cảnh này có dữ dội không ạ? Đây là bình minh đấy, bình minh ở trên một đỉnh núi ở Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang, phía bắc của nước ta nhé. Đấy. Thì hôm nay rất tiếc là đám mây đen nó khá là nhiều và nó bị che mất mặt trời. Chứ còn nếu không thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà câu đây nó có một cái ý tưởng rất là hay, một câu chuyện rất là hay. Đấy là các bạn thấy không? Khi mặt trời lên thì mặt trời ánh sáng đến thì bóng tối nó sẽ biến mất. Và cũng như là nếu chúng ta mà có sức khỏe thì bệnh tật nó sẽ bị đẩy lùi. Ngược lại, nếu mà có bị để xảy ra với tình trạng sức khỏe yếu, bệnh tật nó kéo đến thì sức khỏe không còn nữa, làm gì cũng khó khăn. Bình thường thì lúc mà khỏe thì ước muốn đủ thứ, nhưng mà lúc mà không còn sức khỏe thì chỉ ước muốn là làm sao để có sức khỏe thôi. Đấy, đấy nhìn này, hôm nay đi săn mây cũng tuyệt vời không các bạn? Đấy, nó đã, mây nó đang tan rồi. Vừa nãy thì nó che kín, không nhìn thấy gì cả. Đấy, nhưng mà nhìn thấy không? Chỉ giữ ở cái hình camera ở đây một tí thôi đã thấy là nó tan dần và nó rõ dần như đấy. Cái này mà chụp theo kiểu timelapse ấy là nó hay lắm. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời nhé. Chính vì vậy cho nên là các bạn nên cố gắng giữ một cái thói quen ăn uống điều độ và ăn sạch, uống sạch và tập luyện thể dục thể thao. Đấy. Đấy, các bạn tiếp tục ngắm cảnh núi rừng của Hoàng Su Phì, Hà Giang nhé. Đấy, mây nó vừa tan rồi thì lại nhìn thấy rất là nhiều những homestay. Nó bắt đầu hiện ra này, những cánh đồng bậc thang, những cánh đồng, những ruộng bậc thang rất là đẹp. Tiếc là hôm nay thì lúa vẫn còn xanh. Nó mà tầm khoảng độ 2 tuần nữa, 2 tuần hoặc đến 3 tuần nữa thì nó sẽ chín vàng, thì đẹp cực kỳ luôn. Tiếc là hôm đấy thì tôi lại bận không thể đến đây được. Nhưng mà mình sẽ lựa thời gian lần sau để đến đây vào thời điểm nó đẹp hơn. Đấy, đây là cái quang cảnh của một cái homestay, nó có tên là Hin Home, làm hẳn trên một cái đỉnh của ngọn đồi, rất là tuyệt vời luôn. Đón bình minh rồi ngắm săn mây rồi ngắm ruộng bậc thang, ngắm toàn cảnh rất là tuyệt vời. Đây là những cái khu mà các cái nhà mà của khách ở này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có 10 dãy. Quy mô ở đây thì họ làm chỉ vậy thôi các bạn, nó cứ tầm khoảng độ 10 đến à, chỗ nào nhiều thì nó khoảng độ 20 cái bungalow là đã là ổn lắm rồi. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Đất bức mình nó quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Và đi như này nó không biết chán đâu các bạn. Hôm nay đi như này đã thấy đẹp rồi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như độ 2-3 tuần nữa mà có mặt ở đây, lúa nó vàng rực ra thì lại là tuyệt vời. Hoặc là sau khi mà gặt lúa xong ấy thì lại đến cái mùa, những cái thời điểm mà bà con lại trước khi cấy chẳng hạn đấy, thì lúc đấy là ruộng nó trống không đúng không ạ? Thì lại ta làm là cày bừa xong ấy, xả nước vào cày bừa xong thì nó lại toàn bộ là những cái ruộng này nó là nước, và trong cái ánh nắng hoặc là cái thứ ấy, nó lại như kiểu là cái mặt gương ấy. Thế rất là tuyệt vời, lúc nào nó cũng có những cái đẹp riêng của nó cả. Thú vị vô cùng các bạn. Tây Bắc của Việt Nam là một trong những cái khu mà nó cực kỳ đẹp. Khách nước ngoài họ đến đây họ rất là thích lắm các bạn. Tôi cũng nghe nhiều người khách ở nước ngoài họ đến đây họ rất là thích. Người mình thì ở đây thấy nó quen, thấy nó bình thường, nó quen. Chứ còn đối với người nước ngoài thì họ lại cực kỳ là thích cái cảnh của núi rừng Việt Nam. Đấy, mặt trời lên rồi này. Nhưng tiếc là lên như vậy nhưng mà không, nó lên rất cao rồi vẫn không có không gian để nó hiện ra và nó bị mây nó che ấy. Đấy, đây là những cái ruộng ngô này họ trồng ấy, đây thôi chứ còn ngô này thì còn lâu mới có quả nhá, giờ chưa phải thời điểm có quả. Mà trồng này thì ngô này cũng để kiểu làm mèn mén hoặc là ấy các thứ người ăn đấy. Mà chính vì cái khung cảnh của núi rừng Tây Bắc Việt Nam nó đẹp, cho nên là một trong những cái giải marathon mà
cũng có thâm niên đấy và hấp dẫn của Việt Nam chính là ở gọi là VMM ấy, ở Sapa, thì hoặc là những cái vùng như là hoặc là cái giải ở Phú Luông, giải ở Mộc Châu, giải ở Hà Giang, rất là nhiều những cái giải marathon mà nó hấp dẫn mọi người các bạn, hoặc là ở Yên Bái ví dụ như vậy, bởi vì chạy xuyên qua mây, chạy xuyên qua những cái ruộng bậc thang, rồi chạy xuyên qua những cánh rừng mơ mận, rồi thảo quả các kiểu, rất là tuyệt vời. Và trong quá trình chạy như vậy thì các bạn lưu ý là cần phải trang bị đủ các loại gel năng lượng này, hoặc là dinh dưỡng rồi, và nước. Đặc biệt là nếu như các bạn mà có cái nước mà dầu hydrogen ấy thì sẽ rất là tốt. Mà một trong những cái cách để có cái nước đó chính là cái máy tạo nước hydrogen cầm tay này. Nó giúp tạo ra cái lượng hydrogen cao, và cái hydrogen cao thì nó trung hòa gốc tự do, nó chống oxy hóa, chống lão hóa, và đặc biệt là nó lại có cái phân tử nước siêu nhỏ, chứ nó thẩm thấu dễ dàng hơn vào tế bào, nuôi dưỡng tế bào và thải độc. Cho nên là mình sẽ khỏe mạnh hơn, và vì nó thẩm thấu nhanh hơn cho nên nó không có tồn dư lâu ở trong dạ dày mình. Cho nên khi mình uống vào ấy, mình chạy nó không bị tức bụng, rất là dễ chịu luôn, rất là tuyệt vời nha. Tự chăm sóc lấy sức khỏe của chính bản thân mình nha các bạn, không ai lo cho mình đâu. Bình thường ấy, nhiều bạn bè ấy, nó cứ ép mình ăn nhậu, ép mình là không uống không nhậu thì là gì, thì là coi thường nhau rồi thế nọ thế kia. Nhưng mà thực tế không vì bạn không cái loại kia thứ, nhưng mà lúc mà khỏe vậy thôi, chứ còn đến lúc mà ốm ấy là vào bệnh viện rồi nó đến nó thảy cho cái phong bì xong là nó lại kéo nhau đi nhậu tiếp. Còn nếu mà có toi mạng ấy thì nó đến nó cũng lại bỏ cái phong bì, nó phái vái ba phát, nó đi vòng quanh một cái xong là đưa, gọi là thân thiết lắm thì nó đưa đến chỗ hỏa thiêu, xong rồi nó đưa ra nghĩa trang hết, hôm sau lại đi nhậu tiếp. Cái vòng luẩn quẩn nó như vậy. Cho nên là mình phải tự chăm sóc lấy sức khỏe của chính bản thân mình để mình có sức khỏe. Có sức khỏe thì mình sẽ có được tất cả mọi thứ, mình có thể làm được mọi thứ, mình có thể thực hiện được những ước mơ, dù là có thể là nhỏ bé hoặc là to lớn. Còn khi mà không có sức khỏe thì sẽ không làm được gì cả. Cái ước mơ nhỏ nhoi nhất lúc đó lại trở thành rất là lớn, đấy là có sức khỏe. Đấy, đây, chạy xuống dưới chân rồi. Đấy, xuyên qua những cái ruộng lúa này. Đây, như này nha các bạn. 2 tuần nữa thì nó mới chín vàng được. Mà cái ruộng này là sẽ chín trước này. Còn có nhiều chỗ còn chưa như này đâu. Rất là tuyệt vời. Đẹp anh. Quá đẹp luôn anh ơi. Gặp khách đi ngắm. Đấy, ở đây có những cái nhà người của đồng bào người dân tộc ấy, nhà rất to. Và những cái nhà này sau này có khi cũng biến thành homestay hết. Nhưng mà tất nhiên những nhà này to nhưng mà nó không có lợi thế, bởi vì nó ở dưới thung lũng, không ngắm được. Ở đây ấy, những cái homestay đều đẹp, mà đẹp ấy là đều nằm ở trên đỉnh, đều nằm ở trên các cái sườn đồi hết, trên núi hết. Là cái quang cảnh tại một cái vị trí có một cái homestay khác nha các bạn. Cái homestay này thì tôi thấy là nó khá là nhỏ thôi, nó chỉ là một cái nhà sàn to, tức là trên đấy nó có thể có một vài phòng, còn lại nó là phòng cộng đồng thôi. Nhưng mà thấy cũng rất là đông xe của từ Hà Nội lên này. Đặc biệt cái vị trí này, đứng ở đây là có thể đón bình minh rất là đẹp. Đấy, nhưng hôm nay tiếc là mặt trời không lên. Không phải không lên mà xin lỗi, mặt trời có lên nhưng mà là bị mây nó che mờ hết. Đấy, đây, ruộng lúa ngay bên cạnh này sắp chín rồi, độ 2 tuần nữa là sẽ chín hết. Rất là tuyệt vời. Chỗ này thực ra là một cái homestay nhỏ thôi, nhưng mà lại là có một cái vị trí mà có thể đón bình minh khá tuyệt vời, không phải đi đâu cả. Đấy, có một số cái hôm tôi ở dưới cái chỗ Hoàng Su Phi, Hoàng Su Phi Lock thì đẹp hơn, to hơn,
nhưng mà nhìn thì lại ở vị trí đấy nó thấp hơn, nên không đón được nhiều như ở chỗ này. À, chỗ này nhỏ hơn nhé các bạn. Đấy, cái này nó có tên là Sơn Phú Homestay. Đấy, các bạn có thể lên đây. Tôi chạy bộ cho nên là nó hơi hơi mất sức một tí. Chạy đường như thế này bình thường nha các bạn, nhưng mà nếu mà chạy leo dốc ấy, là thở. Đấy, nếu cứ theo đường này nhá, nó sẽ chạy tít trên kia. Tít trên kia. Trên kia tôi thấy đang làm, khả năng nó sẽ có một cái homestay nữa. Để tôi sẽ chạy lên đấy xem. Đấy, ngắm gà mấy lợn sống trên tảng đá. Đây là ngan. À, đúng rồi. Đây đúng là có một cái homestay thật. Đây là gì đây? Alin Homestay. Đó. Ồ, có một đoàn xe mô tô này. Đấy. Chạy tiếp nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn độ dốc như này á, chạy bở hơi tai luôn đấy. Mệt lắm. À, lên đến chỗ kia sẽ nhìn thấy được phía bên kia ngọn núi. Lúc này nhịp tim của tôi nó lên 140 mấy rồi. Đấy, gặp người bản địa đi xuống này. Hello. Mình hello thế họ chả biết mình này. Là người đâu. Wow. Thôi, dừng lại để ngắm đã. Đấy, đẹp chưa? Nay mà nó chín vàng lúa đi. Lúa nó chín thì đẹp lắm. Mây. Ngoài kia là đang có một cái homestay hình ảnh. Còn đường này là đường lên núi. Chạy tiếp nha các bạn. Rèn luyện tí để tuần sau còn chạy. Wow. Lên đến đỉnh rồi. Ồ, đến đây là hết đường bê tông. Ha. Wow. Ha. Đây là một nhà dân thôi. Một nhà dân. À. Đây, một nhà dân. Nhà sàn được xây. Tôi đoán là chỗ này làm cái hình homestay thì quá đẹp luôn. Đón mặt trời. Tuyệt vời luôn. Như vậy là đường lên đây là đường cụt. Bây giờ mình sẽ chạy xuống thôi. Tuyệt vời lắm các bạn. Mệt nhưng mà rất là vui. Đấy, các bạn này. Phụ nữ nhá. Mà lái xe. Ôi giời ơi. Đấy, các bạn thấy không? Không an toàn một tí nào. Thứ nhất, ba mẹ con không đội mũ bảo hiểm. Chẳng có dây điệu điếc cái gì cả. Thằng bé tự bám vào hai cái ghi đông thôi, cái tay lái thôi. Rất là nguy hiểm luôn. Đồng bào họ sống đơn giản lắm. Họ cứ sống một cách tự nhiên như thế thôi. Mà nếu mà nó có xảy ra chuyện gì ấy, thì họ cũng thấy là nó rất là bình thường thôi. Thậm chí là tai nạn họ cũng thấy là bình thường. Chết họ cũng thấy bình thường. Chết là ma lại ăn nhậu ngay bên cạnh. Đấy, đây, hồ này nhiều cá phết. Đấy, tôi quay trở lại cái chỗ Sơn Phú rồi. Đây, chỗ này là chỗ ngồi để ngắm ruộng bậc thang và đón bình minh này. Đây họ để sẵn cái ghế với cả một cục gỗ. Tôi mượn tôi ngồi tí. Vừa để nghỉ mới là vừa uống nước tí các bạn. Đây, để đây. Tranh thủ nhá. Bật một tí để cho nó tạo. Đấy, nó tít tít cái nó lên cái màu xanh này. Là nó sẽ tạo hero. À, mất khoảng 3 phút thì mình sẽ có một chai nước hero. À quên.
phải bấm tạm dừng đồng hồ cái đã. Đấy, bây giờ mới chạy được có hơn 3 cây. Chạy đường này nó có cái hay là thi thoảng nó mỏi dư cơ vì lúc mà leo dốc ấy. Nhưng mà hết cái dốc ấy thì nó lại đi xuống. Đi xuống thì nó lại xả cơ ra. Như vậy cái khả năng rèn luyện rất là tốt, bởi vì và đó là lý do tại sao người bản địa, người đồng bào vùng cao ấy, họ khỏe là vì thế. Họ cứ rèn luyện như này suốt ngày làm sao không khỏe được các bạn. Mình thì ở nhà thì vận động thì chả vận động, xong rồi suốt ngày lại còn kiểu như là nhậu nhạt vào xong ngủ ấy. Ngủ nhiều quá thì nó cơ nó dão hết. Uống rượu uống bia vào thế. Còn các tuổi trẻ ở đây thế thôi, kể cả người ta có uống chút rượu nhưng người ta vận động nhiều thì nó vẫn cứ tiêu hóa, tiêu hao đi nhanh nhé các bạn. Thì các bạn là nếu như mà mình vận động được như người dân tộc ấy thì không nói rồi. Nhưng làm sao mình có điều kiện như thế, đúng không ạ? Thì mình vẫn nạp những thứ độc chất, độc tố vào trong người thì mình có cái biện pháp để thải độc đi. Và một trong những biện pháp thải độc chính là cái nước hydro này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái khí ở hydro nó đang bay lên. Đấy. Bình thường là đầu tiên là nước nó trong nhé. Nhưng sau đó này cái hydro nó lên, nó bão hòa, nó dần dần nó như kiểu là nước đục ấy. Đấy. Và cái hydro này nó giúp trung hòa cái gốc tự do là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư này. Nó thải độc, nó thẩm thấu vào tế bào tốt hơn. Vì nó có vừa là hydro vừa lại có cái phân tử nước siêu nhỏ ấy. Cho nên là nó nuôi dưỡng tế bào tốt hơn và nó thải độc tốt hơn. Nó lại đồng thời là giúp gọi là chống oxy hóa, chống lão hóa. Thì nước giàu hydro này là đã được chứng minh rồi là nó có cái khả năng mà chống oxy hóa mạnh nhất trong tất cả những cái loại mà có khả năng chống oxy hóa mà con người đã tìm ra. Ví dụ như uống 2 lít nước giàu hydro này thì nó tương đương với ăn 1.500 quả chuối. Khủng khiếp cho các bạn. Ai mà ăn nổi 1.500 quả chuối. Nhưng mà uống 2 lít nước một ngày thì đơn giản. Chính vì thế nên là uống cái nước này nó sẽ rất là tốt, rất là khỏe, rất là gọi là giúp cho chúng ta gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động tốt hơn. Ok, bây giờ thì ngồi nghỉ ngơi một tí rồi. Nhịp tim nó đã xuống rồi. Và lại tiếp tục chạy tiếp nha các bạn nhé. À nhưng phải uống miếng nước đã. Uống cái này nó rất là dễ chịu, bởi vì nó uống xong cái là nó tiêu hóa nhanh, cho nên là nó thẩm thấu nhanh, cho nên nó không bị tức bụng đâu. Chạy thoải mái luôn. Đấy, đây này, rất nhiều người đến đây nghỉ ngơi và chụp ảnh này. Rất là đẹp luôn. Ai cũng muốn ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời để mà làm kỷ niệm này. Đấy, thấy chưa? Vui không các bạn?